Hello, hello. Cho tôi đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị quý vị các bạn nhá. 8:03 quen thuộc rồi. Em Tùng xin phép lên sóng báo giá gia đình nhà mình về những đầu xe hiện đang có tại cho ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương các bạn. Chào những vị khách hàng đầu tiên đấy, vừa thấy bước sóng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đã vào ủng hộ em. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Vâng, cho bác Ngọc Tuấn Hoàng, cho bác Diễm Đông, chào Trần Đức Anh, chào Trần Thị Thu Hằng, chào Phùng Văn Hảo nhá. Đấy, còn rất nhiều đầu xe đây, hôm nay thì gió về rồi. Hôm nay thì gió đã về, mùa đông đã đến nhá. Nhà mình nhanh tay chọn cho mình những mẫu xe đấy. Anh quanh chỉ có 50 triệu đồng thôi, đã có xe di chuyển rồi. Tránh mưa, tránh nắng, phục vụ những nhu cầu cơ bản nhất nhá. Tránh gió, tránh rét, bảo đảm sức khỏe, phục vụ gia đình mình. Có là 80 triệu không bác? 80 triệu thì không có, nhưng còn dưới 80 triệu thì đang bên em mới về một chiếc nhá. Dưới 80 triệu hôm nay về một chiếc này. Về một chiếc Matiz 2008 này. Con này thì em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà. Đây, về một chiếc Matiz đây. Mới về một chiếc Matiz 2008 nhá. 6 triệu đồng thôi nhá. Đấy. Đấy, màu đỏ đây, màu chiến thắng nhá. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng. Đấy, em bán cho 6 triệu đồng thôi. 0.8 số sàn. Đấy, Daihatsu Matiz 2008 nhá. Nhiều bạn tiết kiệm liệu. Đấy, các bác nào đang muốn nhu cầu mà tìm cho mình một dòng xe tập lái này, tránh mưa tránh nắng. Đấy, tránh mưa tránh gió nhá, tham khảo chiếc này đi. Là 60 triệu đồng thôi nhá. Vâng, chó Cao Biển ô tô, chó Đức Anh. Mạng nắng quá, hôm nào là Đức Anh. Chào Đức Anh nhá, chào đại đình mình này. Đấy. Rất nhiều xe luôn này, không lạnh à? Đấy, đi ô tô à? Ô tô không lạnh à? Vâng, chào các cao biển ô tô ạ. Đấy, trong góc này còn rất nhiều đầu xe này. Đấy, quanh hơn 100 triệu này phục vụ gia đình nhá. Đấy, chào bác Nguyễn Huân này. Vâng, thì trước máy quay này khá nhiều dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm điện nhá. Nhà mình cùng tham khảo giùm em nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm một dòng xe nhập khẩu số tự động, động cơ 1.2. đấy, quan tâm trước này. Xe có tên là Gentrix 2010, đăng ký bánh 2012. Nhập Hàn nguyên chiếc nhá, full option. Là sáng đúc phanh đĩa chống một cứng ABS, xin nhan trên sườn xe này, cam lùi cam hành trình đấy, màn hình cova này, xe được trang bị đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều này, option cửa sổ trời 3 USD nhá. Con này em Tùng đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng cho gia đình mình ạ. Đấy, biển thủ đô rồi nhá, mang về sẵn đi sử dụng thôi. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay hoan hỉ vui vẻ, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi toàn thể anh chị quý vị gia đình ơi. Đấy, rất là nhiều đầu xe nhá, gần 70 đầu xe đấy, chật cái bãi rồi để phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình. Đấy, trong góc này rất nhiều xe luôn. Cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay hoan hỉ vui vẻ, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ nhá, lên trang tường, lên trang cá nhân hội nhóm đi để lan tỏa buổi livestream hơn nữa. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Vừa rồi là mấy chiếc 5 chỗ này, sau đây báo giá mình 7 chỗ nhá, 7 chỗ cả gia đình. Quan tâm chiếc này đi, Kia Zondo 2016, đăng ký là bánh năm 2018. Đấy, tên tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Chiếc này thì mang động cơ 2.0 số tự động. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi màu trắng này. La dùng đúc phay, phanh đĩa chống bó cứng 2m. Xin nhan trên gương, gương kính cục xe đăng ký đăng kiểm dài. Cam lùi cam hành trình đầy đủ đấy nhá. Màn hình cova đây. Đèn vi cầu, em đã bán con này với cửa tiền là 470 triệu đồng. Bảo rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cũng như là ship xe trên toàn quốc gia đình mình. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài nhá, đến tháng 8 năm 2023 cơ. 470 triệu đồng, Kia Zondo 2016 ạ. Chào Võ Kiên Cường, chào Cao Biển, chào Đức Anh và bác Trần Anh, xem lại đường truyền đi nhá. Đấy, nhà mình cho hỏi là đường truyền mạng mẽo là có ok nhỉ? Hình ảnh âm thanh ánh sáng ok không gia đình ơi? Cạnh mẫu Zondo này, giới thiệu gia đình nhá. Tiếp tục là 5 chỗ quốc dân này. Toyota Vios 2016 màu vàng cát. Đấy, full đồ chơi rồi. Con này hiện đang bán cửa tiền là 365 triệu đồng. Xe này được trang bị la sáng đúc, phanh đĩa chống bọc cứng ABS này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, cặp đèn pha bi cầu nhá. Đấy, tư nhân chính chủ của dịch vụ taxi. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 3 năm 2024. Màn hình cova đầy lỗ sạc tốc, vô lăng túi khí. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền là 365 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp, ship xe trên toàn quốc. Máy số keo chỉ sơn xi đại chất nhá. Ok, hình ảnh âm thanh ánh sáng ok đúng rồi. Vâng, chào Trần Chu Kiên nhá, chào Trần Thị Thu Hằng, chào Lương Cao, chào toàn thể anh chị quý vị mình vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Các bác nào mới vào xem cho xin một đợt like, một đợt chia sẻ đi ngay và luôn đi gia đình nhà mình ơi. Cảm ơn các bác rất nhiều. Cạnh mẫu 5 chỗ quốc dân Vios 2016
16 rồi này, tiếp tục báo giá đình nhá. 7 chỗ nhá. 7 chỗ. Xe được tên, mang tên là Chevrolet Vivante 2009. Số tác động 7 chỗ, động cơ 2.0. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 410 lụt. Con này thì em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình mình tham khảo là 190 triệu đồng thôi. Đấy, 7 chỗ, số động 190 triệu đồng. Đăng ký đăng kiểm dài. Đấy, la sáng đúc lốp láp đẹp. Đấy, 7 chỗ tầm trung 190 nhá. Đấy, các bác mà đang quan tâm đến dòng xe nào nhá, cứ mạnh dạn bình luận đi, comment đi em Tùng tư vấn cho nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đấy, gió là về rồi. Không khí lạnh cũng sắp về rồi. Sắp mai kia là lạnh to thôi. Nhà mình nhanh tay lựa chọn cho mình những chiếc xe gọi là bình dân, giá cả phù hợp nhất, phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều này. Vâng, cháu Nguyễn Trương này, cháu Tâm Nguyễn, cháu Như Quỳnh, cháu Dương Thành Đông, cháu Nguyễn Thành Nam, cháu Đại Đình ạ. Chào tất cả các bác đang xem buổi livestream hôm nay. Đây, tiếp tục đây nhá. Hôm nay thì em ưu tiên báo giá những dòng tập lái trước. Báo giá dòng tập lái vừa vừa tiền để mình cùng tham khảo giùm em nhá. Vâng, cháu Nguyễn Vũ, nhiều xe đẹp thế. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Vũ rất là nhiều ạ. Chúc bác Nguyễn Vũ và gia đình có một tối vui vẻ. Có bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất đi bác Nguyễn Vũ ơi. Đây nhá, thì trước máy quay đây. Xe thì có tên là La Chatti 2009, đăng ký và đăng bánh năm 2010 nhá. 1.5 số sàn, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. 1.5 số sàn, xe đàn đầu phân khúc hạng B màu đen. Đấy, tránh mưa tránh nắng thì đi chơi này. Phục vụ nhu cầu từ cơ bản đến giao lưu gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ đối tác cũng rất là đẹp nhá. Đấy. 145 triệu đồng thôi. Asen 209 là ok, i10 à. Ok. Toàn xe xịn đúng rồi, phải toàn xe xịn, phải toàn xe chất. Để phục vụ những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu ngoại Hải Dương trên ba miền đất nước nhá. Cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn những lượt xem, lượt thả tim, lượt thả like của gia đình mình nhá. Đây, bác nào mà vừa quan tâm dòng i10 nhá, tham khảo cho em trước đi. Hyundai Grand i10 2014 bản đổ nhá. Đấy, bản phun kịch em đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng gia mình nhá. Tư nhân chính chủ Hà Lợi Phố. La sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, xin nhan trên gương, gương kính cục sửa điện, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2023. Đấy, bản đồ thì được có cả vô lăng túi khí, đề lổ startup nhá. Cái điều khiển trên vô lăng, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi nhá. 235 triệu đồng thôi. Đấy, Hyundai Grand i10 bản đồ 2014 với gia đình mình ạ. Vâng, cháu Đỗ Thành Nhơn. Xe đẹp tư vấn nhiệt tình uy tín. Vâng, cảm ơn chủ chương trình rất nhiều này. Cháu Đức La B. Đi cháu Nguyễn Hùng. Cháu Thanh Ngoan, cháu bác Nguyễn Trương, chào đại gia đình mình ạ. Đấy. Cháu Khúc Văn Công nhá, bác Khúc Văn Công đang xem buổi livestream hôm nay, chia sẻ mấy lần đi. i10 này ok đâu, Asen 209 à. Vâng, cháu Trung Cao Bằng, chào đại đình nhá. Đâu Asen 209 nữa nhỉ? Đây, Asen 209 đây gia đình ơi. Hyundai Asen 2009. Đấy, động cơ 1.4 số sàn nhập hàng nguyên trước nhá. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền là 165 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh. Đấy, 14 Quảng Ninh đất cảng này. 1.4 số sàn na sang đúc, lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi của đại chất luôn. Có 160 thôi. Còn bớt còn thương lượng, còn ra lọc sâu cho anh chị quý vị gia đình mình. Nhiều xe đẹp, giá rẻ quá, giá là phù hợp cho bác Nhơn ạ. Giá là phù hợp thôi. Đấy, phù hợp với đại gia đình thôi ạ. Vâng, cháu Ốc Sâu. Đấy, chào đại gia đình mình, cháu Nguyễn Đại Quang Đạt, cháu Thanh Ngoan. Đấy, còn rất nhiều đầu xe này. Asen này, đầu La Chatti báo giá rồi này. Đây. Cái mẫu Asen 2009 rồi. Tiếp tục em Tùng xin báo giá đình mình. Hyundai Asen 2019 nhá. Xe lướt đi 6 vạn mốt nhá, 6 vạn mốt số Hyundai Asen này ạ. Đấy, xe thì mang động cơ 1.4 số sàn hộp số 6 cấp. Đấy, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang màu trắng này. Đấy, bản bay đấy được rất đẹp luôn. Xe được trang bị cặp đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2023 cơ. Đấy, cam lùi, cam chỉnh, màn hình cova cỡ lớn nhá. 395 triệu đồng để hỗ trợ trả góp cho đại gia đình mình về mẫu xe. Xe hàng đầu phân khúc hạng B màu trắng này nhá. Vâng, cháu Cương Võ này, La Chatti Cedric. Có La Chatti Cedric nhá. Có La Chatti Cedric. Bên em là hai con đang có hai mẫu La Chatti Cedric màu đen cho anh chị quý mình cùng tham khảo đấy ạ. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng La Chatti Cedric này. Form dáng thì vô cùng là trẻ trung, vô cùng hiện đại nhá, tham khảo xem này. Đây, La Chatti Cedric 2010, đăng ký bánh 211 nhá, động cơ 1.6 số động. Con này thì em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình mình là 258 triệu đồng. Bao rút hồ sơ nhá. Đấy, 1.6 số động. Form dáng rất đẹp luôn, 2010 trông như 2017, 2018 luôn ạ.
cặp đèn pha công nghệ halogen này, siêu sáng, siêu đẹp. Đấy, la răng đúc, phanh địa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện này. Trang bị cái option đây, cửa sổ xoài, ba lô na ma. Đấy. Nội thất bên trong đây, vô lăng ba chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, con này em đang bán với tiền 250 đồng. Các bác nào mà muốn chọn mình một mẫu xe sedan đầu phân khúc hạng đi C. Đấy, lanh quanh 250, tham khảo cho chiếc này nhá. Còn bớt, còn thương lượng được nữa ạ. Đấy, tiện CX, giới thiệu luôn hai đầu CX đang có thì mình cùng tham khảo nhá. Vâng, chào bác là Trường Sơn ở chắc Tuyên Thắm, chào Tài Sáo, chào Nguyễn Hữu Thành, chào Hương Võ, lâu lắm rồi mới gặp lại bác Tuyên Thắm nhá. Đấy, bác Tuyên Thắm vừa xem buổi livestream hôm nay chia sẻ mấy lần đi. Chốt chốt ô ngô chốt mạnh ra sao thành ơi. Đấy, cứ chốt trên khung giờ vàng 8 giờ 3 phút đến 9 giờ 3 phút mỗi tối nhá. Giảm ngay 10 triệu đồng cho anh chị của mình trên một đầu xe. Đấy. Tiếp tục là Lacetti CX đây. Lacetti CX 2010. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương con họ chữ tình này. Đấy, la sáng đúc 4 bánh, phanh địa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Con này option EC có nó vừa nhá, option EC. Em đang bán với cửa tiền 255 triệu đồng. Bao rút hồ sơ đi mẹ. Có Avate không? Avate tạm thời bên đoạn chưa có bác ơi. Đấy, bác mà đang quan tâm đến dòng Avate này, để lại cho em xin số điện thoại nhá. Nào mà có đầu Avate nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác ngay ạ. Cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Vâng, chào bác Thanh Ngoan. Xe đẹp giá yêu thương, đúng rồi, phải xe đẹp, phải giá yêu thương để phục vụ đại gia đình mình. Đây, em xin ra ngoài góc này đi. Em đứng ngoài góc này này để mình cùng tham khảo này. Đấy. Chào anh nhé, có ô tô 50 triệu mà. Anh Giai, chào bác xin xe đại có 50 triệu nhá. 50 triệu bên em đang có một chiếc Matiz một đỏ. Đấy. Bác xin bác xin xe đại này mà đang quan tâm dòng 50 triệu nhá. Tí thì em sẽ nhắn tin trực tiếp bác nhé, hoặc là cứ theo dõi của livestream đi. Em sắp quay đến con Matiz rồi. Đây, nhà mình cùng tham khảo xem nhá. Kia Morning màu xanh 2010. Nhập Hàn nguyên chiếc, đăng ký làm bánh tại Việt Nam năm 2013. Xe này mang động cơ 1.0 máy eco, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Ăn chỉ tầm 4.6 đến 5 lít trên 100 km đường trường thôi. La sang đúc 4 bánh, phanh điện chống bó cứng ABS này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Đấy, lốp lát còn chất đẹp nhá. Đấy, một dòng xe quốc dân, rất là bền, rất là lành này. Nổi tiếng với sự tiết kiệm nhiên liệu, em Tùng đang bán với cửa tiền đại nhà mình là 230 triệu đồng thôi. Đấy, 230 triệu đồng thôi nhá. Bán cho anh à? Vâng, đúng rồi ạ. i10 số động về chưa anh ơi? i10 số động chưa có thôi. Dạo này đầu i10 số động hơi hiếm nhá. Đấy, đầu này dạo này đầu số động hơi hiếm. Đấy, bác cứ tham khảo xem những mẫu khác đi, vẫn còn khá nhiều là mẫu số động các bạn. Bán như cho luôn anh nhỉ? Đúng rồi, bán giá cả nó phù hợp thôi, vì là bên em là bãi bến bờ là có nhà này. Đấy, không phải thuê mướn gì, đâm ra giá cả nó vô cùng hợp lý gia đình ạ. Đây nhá, đằng sau chiếc Kia Morning 2010 rồi. Tiếp tục báo giá đại đình này. Toyota Vios. Đấy, lồi đồng cối đá, pháo trừ hỏng quốc dân đây. Xe được sản xuất năm 2009, bản E xịn, trang bị phanh địa chống bó cứng ABS. Đấy, xi nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, la sáng đúc. Máy số keo chỉ có đại chất luôn. Con bản E này em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 210 triệu đồng thôi nhá. 210 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu. Đấy, phái ớt bản E 2009 đây. Tham khảo dùm em đi đại gia đình ơi. Vâng, cháu Thu Hằng ạ. Có chắc Thanh Đào, cháu Hùng Duy, cháu Ký Hoàng. Chào toàn thể anh chị, quý vị, những khách hàng thân thương của cháu ô tô Lồng Hải Dương. Đấy, các bác đang xem buổi livestream này nhá. Hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi đại gia đình ơi. Không mất tiền, không mất bạc, mà để lan tỏa bước sóng này livestream hơn, để bước sóng này tiếp cận với những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm đến dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ đã qua dụng nhá. Đến trực tiếp bên em xem xe, chạy thử xe, test xe miễn phí luôn ạ. Đây, tiếp tục đến dòng 7 chỗ mình tham khảo dùm em này. 7 chỗ lanh quanh 120, 130 đây. Mitsubishi Jolly 204 nhá, 130 triệu đồng. Em Tùng đang bán tại chợ ô tô Đồng Hải Dương. Còn có thể bớt, còn có thể thương lượng cho mình này. Đấy, 2004, 2.0 số sàn, 130 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xịn còn chất, còn đẹp. Động cơ 2.0, đấy, cam lùi, cam hành trình. Nội thất bên trong là full option rồi. Mang về sẵn đi, sẵn dụng thôi nhá. 7 chỗ giá chỉ có 130 thôi. Có Morning màu vàng hay Morning màu đỏ không bạn? Có Morning màu vàng và có Morning màu đỏ trần hàng nhá.
Đây em giới thiệu cái góc này rồi em sẽ quay ra mấy đầu modeling nhá. Đây này. Tiếp tục nhá, Mitsubishi Jolly nhá. Hai mẫu Mitsubishi mình qua tham khảo này. Mitsubishi Jolly 2004 đăng ký là bánh năm 2006 nhá. Động cơ 2.0 số sàn, mắt xích, đèn cột, lốp treo, turbo rồi. La răng đúc. Xin nhan trên sườn xe, gương kính. Cụm xe điện còn chất con đèn này. 7 chỗ đi nhà Jolly nhá. Em Tùng đang bán cái cửa đèn 125 triệu đồng thôi nhá. 125 triệu đồng. Đấy, nội thất bên trong rất đẹp luôn. Đấy, giá còn có thể bớt và còn thể lượng thương lượng sâu hình mình nhá. Đấy, gió về này, các bác hãy nhanh chóng chọn hình một mẫu xe gọi là tầm trung thôi, tránh mưa tránh nắng, phục vụ mọi nhu cầu đi lại gì ạ. Quay tốc sườn đi cụ ok, sẽ có tốc sườn bác ơi. Vâng, chào Ngân Hồng, chào bác Tùng Nguyễn, chào bác Ngân B, chào xe đạp Quang Huy. Đấy, chào đại diện xe của đại chị hôm nay ạ. Đấy, vâng, chào bác Thanh Hoa nhá. Đây em xin giới thiệu lốt mấy cái đầu 7 chỗ ở góc này. Đấy, nó rất là to luôn đấy, nó rất là to luôn này. Xin giới thiệu mấy dòng 7 chỗ ở ngoài này cho mình cùng tham khảo xuống bên này. Toyota Innova 2011 nhá, vua 7 chỗ đến từ Nhật đây. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn, hộp số VVTi đây. Hộp số là gọi thương hiệu đến nhà Toyota nhá. Rất tiết kiệm nhiên liệu này, ăn được 8 đến 9 lít trên 100 km đường trường. Bản G xịn được trang bị la răng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, vô lăng túi khí nhá. Con này thì biển tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vọng Đỏ nhá. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền là 325 triệu đồng thôi nhá. Còn bớt còn thương lượng. Có là biển 14 không bác Hưng Trần. Biển 14 thì bên em rất là nhiều nhá. Biển 14 thì bên em rất là nhiều luôn. Đấy, ngay đây đã có một mẫu này. Nếu mà bác đang tham khảo biển 14 không nhá thì bác tham khảo luôn cho em này đi. Đấy. Chevrolet Aveo 2017 giá hơn Morning một tí này. Đấy, màu đen sedan hai đầu. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 225 triệu đồng thôi. 1.5 số sàn. Máy số keo chỉ sơn xi zin, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Đấy, các bác nào muốn chọn một mẫu xe này đầu nhá. Đấy, form dáng đến từ Mỹ đây. Aveo Chevrolet, quan tâm cho em chiếc này 225 triệu đồng. Đời 2017, 1.5 số sàn. Còn bớt còn thương lượng, full option rồi, cam lùi, cam hành trình. Đấy, màn hình Cova đã được trang bị sẵn, về mang về sẵn đi sẵn dụng thôi. Đâu nhỉ, bác nào hỏi Tucson nhỉ? Đây Tucson số rộng đây, tham khảo cho em đi. Vâng, cho Hưng Trần này, cho Hà Huy, chào toàn thể anh chị quý vị vừa xem buổi livestream anh nhá. Đây Tucson đấy bác ơi. Bác nào đang quan tâm Tucson nhá, tham khảo cho em chiếc này. Tucson 209 số rộng 2 cầu. Bên đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 295 triệu đồng. SUV 5 chỗ gầm cao đây, màu đen, tư nhân chính chủ Hải Phòng nhá. Đấy, Tucson 209 2 cầu. 295 triệu đồng, máy số keo chỉ sơn xịn còn đại chất luôn nhá. 295 triệu đồng. So với mẫu SUV 5 chỗ gầm cao đây ạ. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe luôn. Đấy, còn rất là nhiều xe này mình cùng tham khảo xuống em ạ. Đằng sau chiếc Tucson 2009 rồi nè. Nhà mình cũng tham khảo cùng em Tùng nhá. Mitsubishi Outlander 2016 đăng ký bánh 2018. Xe này mang động cơ 2.0 số động. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi nhập nhật cả cái này. Đấy, form dáng rất đẹp, rất là thể thao và khỏe khoắn đây. Xe này trang bị cặp đèn pha bi cầu này, la răng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình. Em có bán chiếc này với cửa tiền 555 triệu đồng thôi. 555 triệu đồng. Mitsubishi Outlander 2016 ạ. Đi với cụ nhé. Ok bác. Vâng, chó Hường Triệu ạ. Vâng, màu trắng sedan à. Vâng, chó Phạm Nga nhá. Chào tất cả anh chị quý vị vừa xem buổi livestream hôm nay. Đấy, cảm ơn mình rất là nhiều nhá. Và khung giờ là 8:03 mỗi tối vẫn vào theo dõi ủng hộ em Tùng. Đấy, cảm ơn gia đình mình ạ. Đâu em xem nào biển 14 sedan hay đầu Quảng Ninh nhỉ. Để tư vấn cho bác nhỉ. 14 sedan hay đầu Quảng Ninh. Đấy, 14 sedan đầu Quảng Ninh màu trắng. Thì bên lại chiều quá rồi. Tiếc quá bác ơi. Đấy, bác mà có quan tâm với sedan hay đầu màu đen thì phải là có chiếc Aveo đúng không? Đấy, có chiếc Aveo rồi. Đấy. Mà bác phải là màu trắng đâu thì bác cứ để cho số điện thoại nhá. Nếu là phải là màu trắng thì để cho số điện thoại. Để một vài nữa mà nó về mẫu nào thì em liên hệ trực tiếp bác nhá. Vâng, chào bác Thảo Bắc Linh. Alo, vâng, alo bác Thảo Bắc Linh nhá. Alo cả gia đình mình ạ. Đây. Tiếp tục báo giá này nhá. Trước máy quay em đây xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình. Đấy, một mẫu xe tiếp tục nhỏ gọn tiết kiệm nữa đây. Kia Morning 2009. Đấy. Có Kia Morning số động đúng không? Đây, số tự động có luôn đấy bác ơi. Kia Morning số động tư nhân chính chủ 12 phòng đây. 1.0 số động đấy, máy eco vô cùng tiết kiệm nhiên liệu nhá.
máy số keo chỉ sơn xịn còn đại chất luôn. Là sáng đúc hoa mai bốn bánh, phanh đĩa chống bó cứng AVS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện này, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến cuối năm nay. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Con này em Tùng đang bán hết cửa tiền lại gia đình mình là 228 triệu đồng cho gia đình ạ. 228 triệu đồng. Full option rồi, cam nồi, cam hành trình, sấy gương, sấy kính, sấy ghế nhá. Đấy, vô lăng túi khí rồi. Keo linh số động 2009. 228 triệu đồng. Tài chính khoảng 250 triệu. Đây tài chính khoảng 200 triệu anh ta bác tham khảo trước này nhá. Đấy mô linh số động tầm 250 triệu này. Đấy em tư vấn vài mẫu cho. Cửa hàng mình ở đâu? Cửa hàng của em là chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ là Nam Trung Nam Sách Hải Dương. Cần cây xăng Minh Nhập số 2 nhá. Đấy, cạnh đường mới đi từ thành phố Hải Dương về Chí Linh. Đấy. Các bác nào mà đang quan tâm sâu này, nhắn tin cho em qua hai số Zalo đang để trên hình 0347 701 777, 0343 540 999 nhá. Em gửi vị trí một cách chính xác nhất cho mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chúc Phúc An Nguyễn này, vâng, chào cảm ơn nhiều giờ team của bác Thanh Hoan rất là nhiều. Đấy nhá, Kia Morning tầm loanh quanh 2.5 rưỡi. Bác tham khảo tiếp cho mẫu này đi. Kia Morning số động 2009, 1.0 số sàn máy Eco, bản SX, bản đổ phun kịch nhá. Đấy, con này đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đấy, cặp đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy là sáng đúc này, lốp nắp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng AVS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện nhá. 235 triệu đồng. Bao rút hồ sơ đình mình. Quay i10 xem nào à. Và i10 em đã quay một mẫu luôn, tiếp tục quay i10 luôn này. 1 lít luôn à? Sao 1 lít luôn này thế nào bác nhỉ? Vâng, cháu Trần Văn Việt ạ. Đây i10 nhá. Đấy i10, có i10 gia đình luôn. Hyundai Grand i10 2014 này và Hyundai Grand i10 2016 nhá, màu bạc và màu trắng này, bản đồ. Đấy bản đồ mình cùng tham khảo số em này, bản đồ nhá. 2014 tư nhân chính chủ thủ đô 240 triệu đồng và 2016 tư nhân chính chủ 88 đây. 88 là gì? Nam Định à? Đúng nhỉ? Có phải 88 Nam Định thì mình cần tham khảo cho này. Đấy, 260 triệu đồng, màu trắng. Bản đồ full option. Đấy, cam nồi, cam hành trình. Là sáng đúc phanh đĩa chống bó cứng AVS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện, vô lăng túi khí. Thích hợp các lô điều khiển dành tay nhá. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Hai cặp này em đang bán cho gia đình nhà mình đấy là 240 triệu đồng màu bạc này và 260 triệu đồng đấy màu trắng này nhá. Đấy i10 đây. Đấy i10 hatchback đúng không? i10 hatchback. Hôm nay mới về một mẫu sedan hai đầu i10 nhá. Bác nào đang quan tâm dòng sedan hai đầu i10 này đời 2016 với cửa tiền 258 triệu đồng tham khảo cho mẫu này. i10 2016 1.2 số sàn sedan bản bay, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 màu không lụt. Đấy tư nhân chính chủ một chủ từ đầu nhá. 258 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Còn bớt còn thương lượng sâu cho mình về mẫu Hyundai Grand i10 hai đầu mới về này. Có vai ốt màu bạc không? Và Hà Huy à. Vai ốt màu bạc thì tạm thời bên em là còn một chiếc 206 nhá. Đấy. Con chó Hà Huy này, chó Hoan Thanh, chó Tuấn Phạm, chó Tín Lê, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn thầy rất là nhiều này. Đầu i10 màu bạc đúng không? À vai ớt màu bạc à. Đây. Vai ớt màu bạc thì bác tham khảo cho em chiếc này nhá. Đâu nhỉ? Vai ớt màu bạc. À, đây màu. Đây vai ớt màu bạc 135 triệu đồng. Đấy. Lồi đồng cuối đá, pha ông trưởng tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Các bác nào đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng này, 1.5 số sàn tham khảo cho em chiếc này đi. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu nhá, 135 triệu đồng thôi ạ. Đấy vai ớt màu bạc. Đây em xin đang đứng trong góc này này, báo giá tất cả những đầu xe trong góc này. Mình cũng sẽ quan sát nhá. Vâng, chào Cu Kiệu, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào Đức Anh, chào những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn gia đình mình. Và vào khung giờ là 8:03 mỗi tối này vẫn theo dõi luôn, ủng hộ chợ ô tô đầu mối Hải Dương để bên em luôn luôn phát triển và hoàn thiện hơn. Đấy nhá, chỗ này thì có một mẫu i10 nhá. Các bác nào mà đang quan tâm dòng i10 tập lái này. Con này thì mang mang động cơ 1.0 số sàn 4 máy. Đời 2008 nhá. Em Tùng nó bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. Nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Máy số keo chỉ sơn xi đại chất luôn nhá. i10 208. Đấy 4 máy số sàn 135 triệu đồng này. Trong góc này thì khá nhiều đầu xe tập lái thì mình cùng tham khảo nhá. Đấy, hatchback một đầu nhỏ gọn này, tiết kiệm liệu. i10 thì đến Morning này. Kia Morning 208 bản SX số sàn bản đổ. Đấy. Hai tư khí tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Xe này mang động cơ
1.0 máy eco la sáng đúc ca nồi ca hành trình đầy đủ rồi. Tập lái màu bạc Kia Linh, em Tùng đang bán với cửa tiền 146 triệu đồng thôi nhé, còn có thể bớt còn thương lượng. Vios màu đen 250 triệu không bát. Vios màu đen là tầm 2 chính xác 250 triệu không có, nhưng đang có Vios màu đen tầm 230 triệu nhá. Tầm 230 triệu. Đấy, manh quanh tầm 250 thì bác tham khảo cho chiếc này. Đấy, Vios màu đen luôn đây. Đây, Vios màu đen tầm 250 triệu đây bác ơi. Toyota Vios màu đen 2009 bản E 230 triệu đồng. Đang được bán cho ô tô đồng Hải Dương nhá. La sáng đúc 4 bánh, đấy, phanh điện chống bó cứng ABS thì đầy đủ rồi. Cam đùi cam hành trình, xin nhan trên gương kính cụp xoay điện, máy số keo chỉ sơn xịt lại chất luôn nhá. 230 cho mẫu Toyota Vios màu đen ạ. Đấy, 230 nhá. Bác mà đang tham khảo sâu này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc là hai số Zalo cho em nhé, em tư vấn thêm cho ạ. Vâng, chào Nguyễn Huỳnh, chào Nguyễn Bùi, chào tìm em, chào Vân Khánh, chào toàn thể anh chị quý vị khách hàng gia đình nhà mình ạ. Đâu bác nào đầu buổi livestream hỏi Kia Morning vàng và màu đỏ này. Đấy, giờ em mới nhớ em tham khảo gia đình nhá. Đây, Kia Morning màu vàng và màu đỏ đây, bên em có đúng một đôi luôn. Kia Morning vàng này, 2016 đăng ký lăn bánh 2018, 1.25 số sàn 4 máy nhá. Đấy, con này đang bán với cả 195 triệu đồng thôi. Và con này cũng easy luôn này. Chiếc này cũng easy luôn, 2016 đăng ký 2018 số sàn, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Hai chiếc này là 195 triệu đồng. Màu đỏ và màu vàng Kia Morning 2016 gửi đến gia đình mình ạ. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Còn rất là nhiều đầu xe phục vụ gia đình mình. Đấy, vì vậy em cũng báo giá khá lâu rồi. Không biết anh chị quý vị nhà mình đã quan tâm sâu sắc đến một dòng nào chưa nhỉ? Bình luận comment đi. Đấy, em review sâu hơn, chi tiết hơn nữa cho đời mình cùng tham khảo nhá. Vâng, chào anh Hoàng, chào Mạnh Dũng này, chào Kim Hoài Nội Tất, chào Huỳnh Nguyễn, chào Nguyễn Bùi. Đấy, chào đại đình của mình ạ. Đấy các bác nhà mình mà ai đang có thắc mắc gì về xe cộ này, giá cả này, chất lượng xe này, thủ tục mua bán, giao xe như nào hoặc là ship xe ra sao thì cứ bình luận, cứ comment đi, em tư vấn cho nhá. Vâng, chào Khúc Văn Công này, chào Nguyễn Huân Ô Tô này, chào những khách hàng thân thương của chợ ô tô ở Hải Dương ạ. Thì ngay trước máy quay này, giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc xe đời khá là cao đây. Xe này có mang tên là Toyota Vios 2017 màu trắng, động cơ 1.5 nhé, 1.5 số tự động. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 450 triệu đồng. Đấy, la sáng đúc phay, lốp nắp đẹp, phanh điện chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xì điện, máy số keo chỉ sơn xì đại chất luôn. Đây, tối rồi vẫn có anh dài đến xem xe đây. Đấy, nhà mình cùng tham khảo đây, tham khảo phần khoang máy của em này. Đây, động cơ VVT-i máy trắng luôn, đời 2017 bản E. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm một dòng xe gia đình này, tham khảo cho em chiếc này đi, cực chất cực đẹp luôn, 450 triệu đồng, còn gia lộc còn bớt sâu. Đấy, cho mẫu này này. Đấy, máy số rất đẹp luôn này. Đấy, đèn pha bi cầu mắt quỷ này. Đấy, trang bị quanh xe rồi. Vios 207 bản 2017 bản E nhá, 450 triệu đồng, hỗ trợ giải góp ship xe cho toàn quốc đình mình. Đấy, cực chất cực đẹp luôn, màu trắng mẹ mắng cũng mua này. Đấy, ok, cảm ơn Giai nhá. Đấy, đèn sáng còi kêu và 4 bánh quay đầu. Đấy, cảm ơn Giai nhá. Đây, em giới thiệu góc tiếp tục hàng đầu này, tiếp tục cái dòng đầu mình cùng tham khảo này. Có xe tăng không, bên em không bán xe tăng Bắc Trần Văn Việt ơi, rất là vui luôn. Cảm ơn bình luận bác nhá, cảm ơn gia đình mình. Chóc Ngô Việt này, chóc Nguyễn Cu, chóc Tiền Nguyễn, chóc Hoan Thanh. 20 triệu có con nào không cụ, 20 triệu thì không có rồi bác ơi. Chào biết Nguyễn Xanh Duy, cháu tìm em. Con Sirius đây thì cũng không đến 20 triệu anh ạ. Anh đang bán Sirius 20 triệu. Con Gen X báo giá rồi này, Kia Morning màu vàng báo giá rồi này. Thì chốt này này có hai đầu Lacetti nhá. Hai đầu Lacetti mình cùng tham khảo này. Lacetti 2011 và Lacetti 2012 này. Con này thì em đang bán với cửa tiền 175 triệu đồng cho biển treo 49 này. Và con biển 34 kia đang bán với cửa tiền 190 triệu đồng nhá. Đấy, na sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Một con này thì độ được đèn pha bi cầu rồi, con kia thì vẫn là đèn gầm phá, vẫn là đèn halogen nhá. 1.5 số sạc, máy số keo chỉ còn đại chất. Đấy, la sáng đúc, lốp nắp đẹp. Đấy, màu đen sedan hai đầu. Vâng, ok nhá, sau buổi đang rất nhiều là bình luận tin nhắn của gia đình nhà mình này. Đấy, thì sau buổi livestream này thì em sẽ trả lời hết những bình luận
cũng như tin nhắn là gia đình mình và những đầu xem đang có nhá. 190 triệu đồng Lacetti 2012 số sàn và 170 triệu đồng Lacetti 2011 số sàn nhá. Đây thì chỗ này này có một đầu xe gọi là tiếp tục là quốc dân đây. Vậy là một mẫu màu trắng này, con này đến màu đen đây. Đấy, một trắng một đen là mình cùng lựa chọn nhá. Toyota Vios 2017 bản G. Đấy, bản G xịn. Bạch công tử. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 450 triệu đồng đấy. Tư nhân chính chủ 37 Nghệ An, Quỳ Hương Bắc đây. Là dáng đúc lốp nắp đẹp. Có phanh chống bó cứng ABS này. Sơn si máy số keo chỉ thì còn zin luôn đấy. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu này, siêu sáng siêu đẹp này. Xin nghe trên gương đăng kiểm còn khá là dài. Đến tháng 12 năm 2022 nhá. Đây em quay một vòng ngoại thất bên ngoài mình cùng đánh giá này. Đấy, rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn gia đình nhá. Đấy, 450 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho những anh chị, những quý vị. Đấy, những quý cô bác. Đấy, những khách hàng thân thương cho ô tô của ngoài Dương. Đấy, rất nhiều vai hốt luôn nhá. Rất nhiều vai hốt luôn để phục vụ đại đình mình. Đấy, em xin phép một vài giây để uống này, uống cốc nước á. Ồ, khổ quá, để uống cốc nước thôi nhá. Rồi tiếp tục báo giá lại nhà mình, là những đầu xe bên em không có này. Đấy. Khảo sát cổ luôn, nhà mình đã cho em xin những lượt tim đi, lượt like đi, những lượt chia sẻ đi. Cảm ơn gia đình rất là nhiều nhá. Gầm thấp rất là nhiều rồi. Đây. Báo giá hai mẫu gầm cao SUV. Đấy, cho mình cùng tham khảo nhá. Đây con màu đen này. Honda CRV này. Honda CRV 2009 2.4 số tự động. Đấy, động cơ 2.4 số tự động nhá. Con này thì em đang bán với kiểu tiền cho đại gia đình nhà mình là 405 triệu đồng thôi. 405 triệu đồng. Đấy. Tư nhân chính chủ 37.000 cái bác, động cơ 2.4 số tự động nhá. Máy số keo chỉ sơn si bao zin. Đấy, Honda CRV 2009 405 triệu đồng. Full option cam lồi cam trình, xin nhan trên gương kính cụp sửa điện là sáng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS rồi. Đấy, đèn pha bi cầu nhá, màu đen rất đẹp đây. Màu đen quyền lực, màu đen huyền bí đây nhá. Tư nhân chính chủ 37.000 cơ bác. Honda CRV 405 triệu đồng. Đấy, tiếp tục này. Honda CRV đứng cạnh một em Hyundai Santa Fe nhá. Hyundai Santa Fe giá rẻ hơn Moline một tí thôi. 315 triệu đồng. Hyundai Santa Fe 2007 2.7 số tự động nhá. Hai cầu điện. Đấy. Hỗ trợ khởi động ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến chống va chạm điện tử này. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền là 415 triệu đồng. À, 315 triệu đồng. Là sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài nhá. Đến tháng 3 năm 2023. Đấy, cam lùi cam hành trình, cầm cao mấy tháng, Hyundai Santa Fe 315 triệu đồng. Đấy, thì tất cả đầu xe bên em sẽ hỗ trợ là sang tiền đổi biển, bấm biển mới nhá. Hoặc là bao rút hồ sơ gia đình mình nếu mà có nhu cầu. Đấy, nhà mình hãy nhanh tay đi, nhấc máy gọi điện cho em với hai số này. Mà đang quan tâm mẫu nào nhá, cứ nhấc máy cứ gọi điện, em tư vấn miễn phí gia đình mình ạ. Đây 2016 nhá, 215 triệu đồng. Xe này có mang tên là Chevrolet Avel màu bạc, 1.5 số sàn bản đủ. Đấy. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Máy số keo chỉ sơn si còn đại chất luôn nhá. 215 triệu đồng thôi. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023. Các bác nào muốn một dòng xe 5 chỗ gia đình, sedan hay đầu, tham khảo cho em nhá. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đấy, Avel màu bạc 2016 215 triệu đồng. Đấy, những đầu xe vô cùng đẹp đây, vô cùng chất lượng, gửi đến gia đình của mình. Đấy. Thì xin cam kết là mình, những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đồ ngoại Dương này. Cam kết nhé, không đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước và chắc chắn là không vướng một xíu nào về vấn đề pháp lý nhá. Đấy, còn rất nhiều đầu xe luôn. Đấy, mỗi tối thì em cứ xin phép lên sóng báo giá cho mình từ 40 đến 45 phút thôi. Đấy, xin là mình khoảng thời gian ngắn thôi để báo giá. Còn những đầu xe bên đang có này, bác nào mà quan tâm sâu dòng nào nhá, tất cả những sản phẩm tại chợ em nó có hình ảnh video chi tiết nhất, từ máy số keo chỉ đến sơn si và gầm bệ đến từng con ốc luôn, để mình đánh giá một cách chân thực và khách quan nhất nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream, hoan hỉ cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video và những buổi báo giá lên sóng tiếp theo bên em ạ. Vâng, thì ngay trước máy quay nhá, tiếp tục là Toyota Vios này. Đấy, dòng xe quốc dân của gia đình mình đây. Xe là sản xuất năm 2015, đăng ký ra bánh năm 2017, nước sơn màu xanh, tư nhân chính chủ 17, quê lúa Thái Bình đây. 1.3 bản G. Đấy, na răng đúc này,
phanh đĩa này, cặp đèn pha đi cầu nhá, hai túi khí, cam đùi, cam hành trình, màn hình cova trang bị đầy đủ này. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 10 đến tháng 1 năm 2023. Bác nào muốn chọn mình một chiếc xe gia đình 5 chỗ này, bền bỉ tiết kiệm điện đấy, máy số điện đóm rất lành, hoặc là muốn một chiếc xe dịch vụ để đá đưa kiếm thêm thu nhập đấy, tạo thêm kinh tế gia đình nhá, quan tâm cho những dòng này đi đấy, vai ớt cũng là một cái tên đứng đầu nhá. 280 triệu đồng cành mẫu vai ớt này, báo giá dình này, Hyundai Grand i10 2014 bản bay, máy số keo chỉ sơn si zin đấy, bản bay độ lên la sang đúc rồi, xin nhan gương, gương kính cụp xe điện nhá. Con này hiện đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 240 triệu đồng thôi, 240 triệu đồng nhá, còn bớt còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho gia đình nhá. Hyundai Grand i10 màu trắng nhá. Đây trong góc này cũng khá nhiều dòng xe tập lái và quốc dân đây, nhà mình cùng tham khảo cùng anh Tùng. Đứng đầu xe bên có nhá, hai số này 0343 54099 0347 70177 nhá, phục vụ gia đình mình 24/7 luôn. Vâng, thì chỗ này xin giới thiệu gia đình mình này, tiếp tục này, loanh quanh có 130 thôi, 130 triệu đồng cho mẫu Genta màu đen 209 số sàn 1.5 đấy, tập lái tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây, 20 Thái Nguyên nhá. Đấy, con nào biển Thái Nguyên thì mang em này về thì chỉ việc sang tên thôi, không phải bấm biển mới làm gì cả đấy, không mất thời gian nhiều. Cam đùi cam hình chỉ này 135 triệu đồng, sedan đầu phân khúc hạng B màu đen đấy, tháng 12 năm 2022 mới hết hạn đăng kiểm của gia đình mình ạ. Đấy, cảm ơn bác Mạnh Thường Lê này, cảm ơn bác Nguyễn Văn Thái, cảm ơn bác Lê Tam, chào bác Lê Phước Thành, chào toàn thể anh chị quý vị, những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc, chỗ ô tô Hải Dương nhá. Cả nhà mình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay hoan hỉ vui vẻ lên, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ, 5-7 lượt comment đi để lan tỏa buổi livestream hơn nhé. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Cành mẫu Genta màu đen rồi, tiếp tục giới thiệu cho mình một mẫu màu đen này. Xe này mang tên là Toyota Vios 2010, động cơ 1.5 số sàn, biển thủ đô nhá. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi, 195 triệu đồng cho mẫu Vios chiếc máy quay đẹp, la sáng đúc này, xin nhan gương, gương kính cụp xe điện, cam đùi cam hành trình. Đăng ký thì còn dài, thường thật luôn, đến tháng 7 năm 2023. Đấy, bác nào đang muốn chọn mình một mẫu Toyota Vios nhé, tham khảo cho em này, 2010 đăng ký là bánh 212, 195 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Đây, rất là nhiều đồng xe quốc dân luôn, i10 này. Đấy, một vựa i10, một vựa ở Vios mình còn tham khảo này. Hyundai Grand i10 214 màu bạc, 235 triệu đồng. Đấy, còn hỗ trợ trả góp. Đấy, bao rút hồ sơ dành mình, tư nhân chính chủ 30 thủ đô nhá, 235 triệu đồng, bản đủ, bản đủ 1.0 số sàn, lấy la sang đúc, phanh địa châu bô cứng 2m, vô lăng túi khí, tích hợp có nút điều khiển trơn vô lăng nhá, 235 triệu đồng. Đấy, rất nhiều xe từ đầu rồi em đã báo giá gia đình mình trên 70 đầu xe rồi nhá, trên 70 đầu xe để mình cũng quan tâm nhá. Vâng, cháu Dung Phạm Văn, cháu Nguyễn Duy này, cháu Khánh Huyền này, có con nào rẻ mua về ship ăn cho chim à? Mua rẻ thì rất là nhiều luôn nhá, rẻ thì rất là nhiều luôn. Cháu Văn Khương này, cháu Nguyễn Đông, cháu Xuân Huy, cháu Giang Nguyễn. Đấy, chào toàn thể anh chị quý vị trên ba miền tổ quốc nhá. Đấy, thì hôm nay bên em có về thêm một đầu Innova 2008 và một đầu Innova 2015 nhá. Bác nào đang quan tâm dòng 7 chỗ quốc dân này, đấy, nhấc máy lên gọi điện cho em hoặc là gửi tin nhắn qua hai bên biết nhá. Hàng đấy thì đang dọn dẹp ở ngoài chỗ xa xa rồi, đấy, đang rửa ngoài kia rồi. Đấy, mai sẽ lên những hình ảnh, những video chi tiết nhất để giới thiệu anh chị quý vị nhà mình xem các bác nào đã có ưng không, đấy, có tham khảo không, nhu cầu cần đến nó không nhá, thì cứ gọi điện cho em để em Tùng tư vấn báo giá, làm giá một cách sát nhất, chân thực nhất cho mình cùng tham khảo ạ. Đây, tiếp tục về đầu tập lái này, xe đang đây đầu, xe thì có mang tên là Accent 209 màu trắng, mẹ mắng cũng mua, 1.4 số sàn, tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương của những làn điệu quan họ trên tỉnh đây, la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m, xin nhan trên gương, cam 360. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023, cam nồi cam hành trình đầy đủ nhá. 1.4 số sàn 209 nhập Hàn, đấy, 165 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho những anh chị quý vị khách hàng yêu thương ạ. Vâng, chắc tình cờ chắc Xuân Trương, chắc Hòa Hoàng, chào cả Hảo Xuân, chào tất cả anh chị quý vị nhà mình. Đấy, rất nhiều xe nhá, rất nhiều xe rồi, nhà mình tham khảo dùm em đi ạ. Đây,
Thế bởi bác làm hỏi mẫu 50 triệu nhá. Mẫu lanh quanh 50 triệu mới về đây. Còn mẫu này nhá. Đây Matiz nhá. Đấy Daewoo Matiz màu đỏ 2008, 0.8 số sàn. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 57 triệu đồng thôi. 57 triệu đồng nhá. Đấy, nhà mình đã có xe để di chuyển tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất nhá. Đấy, tham khảo này đi. Matiz máy số, keo chỉ sơn si còn chất đây. 0.8 số sàn, ăn xăng như người thôi. Đấy, 0.8 số sàn thì mình nhá. Đấy, nhìn cùng xem này. Khung cảnh đấy, trời tối thì bên em vẫn sáng đèn này. Đèn đó vẫn sáng lên để phục vụ những quý vị, như anh chị, những khách hàng thân thương nhà mình nhá. Còn rất là nhiều xe luôn đây. Trong góc này thì chưa báo giá này. Đấy, góc này chưa báo giá, thêm ra báo giá này cho mình nhá. Đây vừa báo giá đến chỗ này đến con i10 đúng không? Con i10 báo giá này. Đây trong này còn sót mấy mẫu nhá. Đây nhá, chiếc máy quay nhá, một chiếc xe số động màu đỏ đuôi này, rất phù hợp những bác gái này, các chị nữ này. Vừa có bằng này. Đấy muốn bổ túc tay lái tham khảo cho em chiếc này nhá. Số động 1.2 Gentrix nhập Hàn. Động cơ 1.25. Đấy la răng đúc 4 bánh này, có phanh đĩa chống bó cứng 2 mét. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện này. Đấy, đặc biệt là option cửa sổ trời Panorama đây. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 220 triệu đồng. Đấy, cam lùi cam hành trình, cảm biến đít thì đầy đủ rồi. Màu đỏ đuôi rất đẹp này, rất là phong thủy này. Các bà mệnh hỏa này muốn chọn cho mình một chiếc xe màu đỏ nhá, tham khảo trước là mày. Màu đỏ đuôi này rất là hợp mắt luôn, không tạo chói. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Đấy 220 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho đại gia đình mình ạ. Đấy góc này thì còn mấy đầu mô linh nữa em chưa báo giá này. Đấy các bác nào đang quan tâm một chiếc Morning đời cao, màu be quan tâm chiếc này đi. Xe thì có mang tên là Kia Morning 2016, 1.25 số sàn 4 máy nhá. Bản bay được trang bị la răng đúc rồi, cam đùi cam hành trình, màn hình cova nhá. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Máy số keo chỉ sơn xịt còn đại chất luôn. Đời 2016 đời cao, em đang bán với cửa tiền 197 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ gia đình mình ạ. Đấy. Xe thì em đã báo giá gần hết rồi nhỉ, em xem còn mẫu nào nhỉ, còn sót mẫu nào nhỉ. Rất là nhiều xe luôn nhá. Còn rất là nhiều xe, rất là nhiều sự lựa chọn gia đình của mình ạ. Đây, tiếp tục đi ạ. Sedan đầu số động 225 triệu đồng nhá, nhà mình cùng tham khảo cho em mẫu này đi. Đấy, Kia Bride 2008 nhập Hàn, đăng ký là bánh tại Việt Nam 2010. 1.4 đấy, máy DOHC nhá. Dòng Anh, dòng chị của những chiếc Rio hoặc là K3 hoặc là Seto đây. Nhập Hàn, đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển này. Máy số keo chỉ sơn si bao zin gia đình mình. Đấy, sedan 2 đầu 225 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho toàn thể anh chị, quý vị, những khách hàng thân thương chỗ tour với anh Dương. Đấy, thì vừa rồi em cũng đã báo giá hết một vòng chợ rồi. Đấy, cảm ơn gia đình mình đã xem hết video ngày hôm nay nhá. Đấy, em Thanh Tùng đây. Đấy, chịu tất cả trách nhiệm về chất lượng xe, thủ tục mua bán tại chợ ô tô đầu Hải Dương. Có những gì thắc mắc này, nhà mình cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em đi. Đấy, liên hệ trực tiếp qua số hotline 0343 54099, 0347 70177 nhé. Hai số hotline thì bắt máy 24/7 để phục vụ đại gia đình mình. Rất là nhiều đầu xe luôn, đanh quanh chỉ dưới 600 triệu đồng thôi. Nhà mình đã có xe để đi, để di chuyển, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất. Đấy, đêm rồi mà vẫn sáng đèn này, vẫn sáng đèn để phục vụ đại gia đình mình. Đấy, mỗi tối xin nhà mình từ 35 đến 40 phút thôi để báo giá hết những đầu xe rồi nhá, báo giá hết rồi. Có gì thắc mắc cứ nhắn tin qua hai số Zalo để em tư vấn thêm nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý vị nhìn trong những buổi livestream tiếp theo. Chúc gia đình một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại nhà mình vào ngày mai.